cường tập huấn cho cán bộ làm công tác mặt trận ở khu phố ấp, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tăng mức hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa nhà đại đoàn kết là những đề xuất của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Giai đoạn 2020-2023, Quỹ vì người nghèo thành phố Bà Rịa đã vận động được trên 6,4 tỷ đồng, xây dựng 81 căn và sửa chữa 163 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1.200 đối tượng khám chữa bệnh, tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Mặt trận các cấp thành phố thực hiện 47 mô hình về an ninh trật tự và đăng ký thực hiện 360 mô hình trong 5 nội dung cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, đại diện các hội, đoàn thể, ủy ban mặt trận tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã trình bày những hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa ký kết chương trình phối hợp về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2024-2029.